Giờ này chúng ta chuẩn bị vào buổi lễ tất niên của đạo tràng. Thì như thông lệ thì chúng con có đôi lời nhắc nhở các chư vị Phật tử. Chúng ta trước khi buổi lễ của chúng ta được bắt đầu, thì để buổi lễ của chúng ta được bắt đầu trong sự trang nghiêm thanh tịnh và có trọn vẹn công đức, thì con xin mời tất cả các vị Phật tử tham dự trong Zoom ngày hôm nay, cũng như các chư vị đang theo dõi qua Facebook Live. Chúng ta sẽ chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất, để chúng ta cùng chia tan năm cũ và chúng ta đón một năm mới với thật nhiều những may mắn và niềm vui các vị nhé. Giống như MC này. Và cũng trong suốt buổi buổi lễ ngày hôm nay thì các đạo tràng cũng như các Phật tử chúng ta cố gắng là giữ trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng. Vì chúng ta có thỉnh mời các ngài về tham dự và có sự chứng minh của các ngài, do đó mà chúng ta giữ trang nghiêm thanh tịnh trong suốt buổi lễ của chúng ta để công đức được trọn vẹn nhất các vị nhé. Và các màn hình nào mà phạm luật Zoom thì chúng con xin phép được mời ra khỏi Zoom. Các vị lưu ý giùm chúng con nhé. Trong suốt buổi lễ thì chúng ta tập trung và chúng ta trang nghiêm thanh tịnh nhất có thể để chúng ta cùng đón nhận những nội dung của chương trình để công đức được trọn vẹn nhất. A Di Đà Phật. Và giờ này buổi lễ của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu. Xin mời tất cả các đạo tràng, các Phật tử chúng ta cùng trang nghiêm thanh tịnh. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương tác đại chứng minh. Hôm nay ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tức ngày 7 tháng 1 năm 2023, Phật lịch 2566, Đạo Tràng Online chúng con hân hoan tổ chức buổi lễ tất niên tổng kết một năm tu tập đã qua năm 2022. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua nội dung chương trình như sau. 1. Mời thành phần tham dự. 2. Tổng kết sự kiện và hoạt động năm 2022. 3. Đốt đèn hoa đăng cầu nguyện và niệm Phật cúng dường. 4. Chương trình văn nghệ cúng dường. Và 5. Bế mạc cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng. Đây là nội dung của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối năm ngồi giữa đất trời, mong chờ khoảnh khắc giao thời linh thiêng. Ta nghe hơi thở mùa xuân, trong lòng rộn rã muôn ngàn niềm vui. Kính bạch các ngài, kính bạch cô giáo, thưa quý Phật tử hữu hình cũng như vô hình của đạo tràng online. Tết đến xuân về mang theo bao háo hức, mong chờ của mọi người trên mọi miền tổ quốc. Đất trời vạn vật cũng chuyển mình, đem đến cho chúng ta một cảm xúc nôn nao thật đặc biệt. Vậy là một năm nữa sắp qua đi, một năm với nhiều những sự kiện và hoạt động, và cũng là một năm chứng kiến rất là nhiều những biến động đổi thay của đạo tràng chúng ta. Dù mất mát hay đong đầy, thì tựu chung lại điều quý giá nhất là ngày hôm nay chúng ta được ngồi lại bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm, cùng nhìn lại chặng đường đã qua với những gì đã đạt được cũng như còn thiếu sót, còn dang dở trong năm 2022, và cùng hướng tới những kế hoạch lẫn mục tiêu tu học cho năm mới 2023. Và đây cũng là dịp để chúng ta gửi lời tri ân đến ơn trên, đến các ngài đã luôn từ bi dõi theo và gia hộ cho chúng ta trên bước đường tu tập lẫn trong các hoạt động Phật sự của mình. Và đặc biệt là tri ân tới cô giáo Vân Võ, người thuyền trưởng tài ba với trí huệ và tâm từ bi bao la, đã khéo léo chèo lái con thuyền Bát Nhã đạo tràng online vượt qua biết bao sóng gió bủa vây trong thời kỳ đại sàng lọc. Và sau cùng, đây cũng là dịp để chúng ta gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết đến xuân về. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin mời tất cả các quý vị Phật tử chúng ta chỉnh đốn trang phục, cùng quỳ lên chắp tay trang nghiêm, giữ ý niệm thanh tịnh, cùng hướng về Tam Bảo để thỉnh mời các ngài về tham dự và chứng minh cho buổi lễ tất niên của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và con xin thỉnh mời cô giáo Vân Võ sẽ đại diện cho đạo tràng chúng ta nguyện hương và tác bạch thỉnh mời các ngài về tham dự buổi lễ. Xin kính mời cô giáo. A Di Đà Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chư Phật Chư Bồ Tát Trong Mười Phương Chứng Minh Cho Buổi Lễ Tất Niên Của Chúng Con Hôm Nay. Những ngày cuối của năm Nhâm Dần đang dần dần khép lại. Trong thời khắc giao thừa này, đất trời cũng chuyển mình, khiến lòng người cũng rộn ràng hơn, báo hiệu một năm mới sắp đến. Hòa chung với không khí náo nhiệt này, Đạo Tràng Online của chúng con hân hoan tổ chức một buổi lễ tất niên để cùng nhau nhìn lại chặng đường một năm đã qua và cùng hướng tới một năm mới tươi sáng với những kế hoạch được ấp ủ và hứa hẹn sẽ là một năm đầy đột phá, một năm sẽ làm nên lịch sử của Đạo Tràng. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con vinh hạnh được thỉnh mời thành phần tham dự của buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin cung kính thỉnh mời Cha Mẹ Như Lai, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Ngài Ngọc Hoàng Đại Đế, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thiên, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần, tất cả các chư Bồ Tát nhóm thiện nguyện và tất cả các chư vị vô hình, chúng con đã đưa về Cực Lạc cùng tất cả các chư vị hữu hình cũng như vô hình đang cùng cộng tu trong Đạo Tràng Online của chúng con. Chúng con xin cung kính thỉnh mời tất cả các ngài về đầy đủ chứng minh cho buổi lễ hôm nay của chúng con. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương cúng dường ngói tam bào, thề trọn đời giữ đạo theo tư tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố tri tu học vững bền xa bể khổ mù mê trong quay về bờ giác. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Xin tri ân cô giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Dành ngày này nhìn lại một năm qua, tự hỏi tâm ta gặt hái gì. Kính thưa quý Phật tử, năm cũ sắp qua, năm mới đang tới, một vòng tuần hoàn mới sắp bắt đầu. Trong thời khắc chuyển giao tuyệt vời này, chúng ta hãy cùng nhau lắng động và nhìn lại chặng đường năm 2022 và tự hỏi mình đã làm được gì, thành tựu gì trong một năm vừa qua. Liệu những mục tiêu mình vạch ra thời điểm đầu năm có hoàn thành hay chưa? Nếu chưa thì vì sao và đâu là nguyên nhân chủ chốt? Một năm qua tu tập, mình đã học được gì, có chuyển biến gì trong cuộc sống, trong vấn đề của mình hay không? Liệu mình có đang hạnh phúc, an lạc hay không? Hay tại sao mình lại chưa an lạc? Tại sao mình lại cần phải tu? Có lẽ sẽ còn rất nhiều những câu hỏi, những khúc mắc trong lòng mỗi người. Nhưng nếu biết tĩnh tâm và xoay vào nội tâm, chúng ta sẽ có cho mình những câu trả lời và cả những giải pháp cho những khó khăn và thử thách mà chúng ta đang phải đối mặt. Đã có rất nhiều những câu chuyện màu nhiệm được chia sẻ từ các quý Phật tử sau một thời gian tu tập cùng Đạo Tràng Online của chúng ta. Nhờ họ đã học, hiểu và y giáo phụng hành theo lời cô giáo dạy, họ đã thực sự chuyển biến được hoàn cảnh, nội tâm và gia đình của mình.
Bên cạnh đó, vẫn còn những vị đang đối mặt với thử thách, khó khăn trong cuộc sống và trong tu tập. Nhưng con tin rằng những thử thách, khó khăn đó chỉ là tạm thời và là động lực để chúng ta nỗ lực hơn, tôi luyện chúng ta ngày một trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể làm lợi lạc cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội cùng vô số chúng sanh khác nữa. Trong năm mới, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tu tập thật tinh tấn hơn, giúp đỡ lẫn nhau và giúp cho nhiều người biết đến với đạo tràng online của chúng ta để tất cả đều được an lạc, hạnh phúc. Sống xứng đáng là người con Phật, là tấm gương sáng giữa đời đạo song tu để không phụ tấm lòng và sự mong đợi của cô giáo, của các ngài. Năm mới Quý Mão 2023, đạo tràng online của chúng ta sẽ thay đổi mình bằng cách mạnh mẽ hơn, từ bi hơn, trí tuệ hơn, tập trung vào mình, vào nội tâm của chính mình, tập trung thay đổi và hoàn thiện chính bản thân mình. Sẽ cùng nhau tu tập với tâm không mong cầu, cho ra với tâm phụng hiến, tâm vì chúng sanh, vì xã hội, để mỗi chúng ta đều là một chiến binh, là một ngọn đuốc sáng hoàng dương chánh pháp của Như Lai và đem ánh sáng Phật Pháp tới muôn loài. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy luôn vững niềm tin vào Cha Di Đà, vào sự dẫn dắt của cô giáo kính yêu, để năm 2023 là một năm làm nên lịch sử của đạo tràng online chúng ta trong thời kỳ tăm tối này. Con tin dưới sự dẫn dắt của cô giáo và sự giao hộ của Cha Di Đà cùng chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, cộng với sự nỗ lực hết mình của từng thành viên trong đạo tràng online, chúng ta nhất định sẽ làm được. Trước Tam Bảo, con đầu thành đảnh lễ, trên cao Phật thấy cũng thầm ngợi khen. Giữa đời bỏ cuộc bon chen, tu tâm dưỡng tánh ngày sau thoát trần. Con thầm lạy Phật hân hoan, cuối năm buông hết phiền muộn đã qua. Ở trong con thấy Phật Đà, mắt từ bi mở nhìn con mỉm cười. Con tu ở giữa cõi đời, vẫn thường nhắc mình mọi thời mọi nơi. Nhưng vì bản tánh ham chơi, nên con thấy Phật nhớ rồi lại quên. Ơn sao cô giáo dịu hiền, nhắc con mỗi khắc mỗi giây niệm Phật. Tâm từ bi cứu chúng sanh, ngày sau cõi tịnh hoa sen xanh về. Và giờ này chúng con kính mời các ngài, kính mời cô giáo cùng toàn thể đạo tràng cùng hướng về màn hình để theo dõi một đoạn video ngắn ghi lại những sự kiện, những khoảnh khắc sinh hoạt và Phật sự của đạo tràng chúng ta trong năm 2022 vừa qua. A Di Đà Phật. Con mời cả nhà chúng ta cùng ngồi xuống ạ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng ta đã vừa cùng nhau quay về với những khoảnh khắc, những sự kiện đáng nhớ của đạo tràng chúng ta trong năm 2022 vừa qua. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều lưu lại những dấu ấn, những kỷ niệm, những bài học rất là đắt giá và khó quên, đúng không ạ? Riêng bản thân con thì lưu lại trong đầu con là chuyến hành trình ngắn ngủi được đồng hành cùng cô giáo ở một số tỉnh thành của chúng ta trong chuyến hành trình cô giáo về Việt Nam trong mùa hè vừa qua. Và khóa tu Đà Lạt đã giúp cho bản thân con cũng như rất nhiều các quý Phật tử có sự đột phá cũng như là mạnh mẽ hơn. Và đó cũng là món quà quý giá nhất mà con nghĩ là các ngài đã ban tặng cho chúng con khi mà đến với đạo tràng. Một lần nữa xin tri ân cô giáo. Và để tiếp nối chương trình, con xin kính mời cô giáo Vân Võ sẽ có đôi lời tâm sự với toàn thể đạo tràng cũng như chủ trì buổi lễ đốt nến cầu nguyện và niệm Phật cúng dường. Xin mời cô giáo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sám hối cả nhà. A Di Đà Phật. Hôm nay nhìn ai cũng rất là tươi, rất là đẹp nè, như là xuân đến rồi, đúng không ạ? Khi chúng ta thấy được những hình ảnh vừa qua thì chúng ta có cảm xúc gì ạ? Có phải chúng ta cảm xúc là mình đã làm được nhiều việc không? Và năm qua là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tuy nhiên là năm tới, năm mới này mình có thể làm tốt hơn nữa, được không ạ? Đạo tràng chúng ta có thể làm tốt hơn nữa, được không ạ? Dạ. Và cũng biết là năm vừa qua thì có rất nhiều những loài vật, loài thủy tộc, đặc biệt là loài thủy tộc đã được đạo tràng mình phóng sanh cực kỳ nhiều. Tuy nhiên là năm mới thì mình sẽ làm tốt hơn như mình đã hứa. Tuy nhiên bản thân Vân thì Vân cảm thấy mình làm chưa có đủ để mình, tuy nhiên mình đang làm nhưng vừa làm vừa học hỏi. Cho nên những ngày cuối năm này, sau tất cả thì chúng ta cũng đã bước tiếp tới giờ này. Và cuối năm là cái dịp chúng ta nhìn lại những chặng đường qua, những chặng đường đầy thăng trầm, cũng có thử thách gian nan, hạnh phúc cũng có, vui vẻ cũng có, an lạc cũng có. Một cuộc hành trình về Việt Nam của Vân đầy ấn tượng, đầy ấn tượng và vui cũng có, đủ hết cảm xúc hết. Nhưng cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn những gì đã trải qua. Có thể chẳng to tát gì, cảm ơn những cái mà mình đã làm được có thể chưa phải đủ lớn như mình mong muốn, nhưng quan trọng là mình đã làm được cái chuyện của mình cần làm. Cảm ơn vì tôi đã đến những chặng đường vừa qua, dù xa dù gần, cũng đã giúp chúng ta bước chân vững vàng hơn. Cảm ơn những người xung quanh, những người đã gặp, những người cùng đồng hành, những người đã rời xa. Cảm ơn những đau thương, những mất mát, những hội ngộ, chia ly, những yêu, ghét, giận, hờn, dẫu có khi chẳng được như ý, nhưng đã giúp chúng ta, bản thân Vân, học hỏi rất nhiều và trưởng thành hơn, tấm lòng rộng mở hơn, tinh tấn hơn nhờ những thử thách đã qua. Và không ngoài cảm ơn các ngài, vì các ngài luôn đồng hành cùng chúng ta, các ngài luôn bên cạnh chúng ta, các ngài luôn nhắc nhở chúng ta những cái nên cần làm và những cái nên tránh. Năm 2022 là năm đầy ấn tượng. Năm cũ đã qua, mọi chuyện dẫu có thể chưa kết thúc, nhưng ta vẫn phải bước về phía trước với đôi chân mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn nữa. Và có nhiều lúc chúng ta nhìn lại và chúng ta
Có những chặng đường chúng ta cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn tôi, người bạn cùng đồng hành. Và có nhiều lúc chúng ta cảm thấy, bản thân Vân cảm thấy mình hơi ngược đãi tôi. Cho nên là xin lỗi tôi. Xin lỗi tôi vì tôi làm việc cũng hơi là quá sức. Cho nên cũng xin lỗi tôi và cảm ơn tôi. Mặc dù ở bất cứ tình huống nào tôi và tôi kết hợp rất chặt chẽ và làm việc rất là tuyệt vời. Tôi xin lỗi bạn vì năm qua tôi không quan tâm đến bạn nhiều. Nhưng bạn luôn đồng hành với tôi và luôn bên cạnh ủng hộ để tôi làm việc tôi thật sự muốn. Chúng ta sinh ra vốn dĩ không hề mạnh mẽ chút nào. Nhưng cảm ơn sóng gió cuộc đời. Nhờ có sóng gió cuộc đời mà tôi luyện ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Phong ba bão táp cũng không hề gì. Vậy nên có nhiều lúc chúng ta hãy quay ngược về mình, vào mình và tập trung vào mình, để chúng ta có thể làm thật tốt. Và năm 2023 này, đạo tràng chúng ta sẽ làm gì? Sẽ tập trung vào chính ta, hoàn thiện chính ta hơn. Làm sao để chúng ta không sợ những bước đường phía trước? Làm sao để chúng ta có đủ mạnh mẽ để hướng về phía trước? Chúng ta cần hoàn thiện ta và chúng ta cần phải làm thật tốt việc của ta. Năm 2023 này, chúng ta tập trung gì? Chúng ta cần tập trung vào sự tu tập giải thoát của ai? Của Oan Gia Trái Chủ. Sự tu tập giải thoát của ai? Của cụ quyền thất tổ, cha mẹ, người thân, đời này và nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân ta. Của ai? Của tất cả các chư vị bé nhỏ, vong linh, thai nhi, đời này và nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã từng tổn thương họ. Đó là điều chúng ta cần tập trung tu tập cho sự giải thoát của họ. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, đạo tràng chúng ta sẽ tập trung cao độ về việc thuộc và miên mật lăng nghiêm, đúng không ạ? Đúng không? Vì ta muốn làm được việc lớn, ta cần phải có áo giáp bảo vệ ta. Mục đích chúng ta thuần thục và thuộc lăng nghiêm không ngoài sự mạnh mẽ, chặt chẽ để làm được chuyện lớn của ta, mạnh mẽ để được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ hai, giữ lại được chánh pháp của Phật để có thể đem ánh sáng từ bi này, ánh sáng trí tuệ này, ánh sáng Phật pháp này đến tất cả chúng sanh muôn loài, lan tỏa khắp mọi nơi trong hư không pháp giới, để có thể mang cõi cực lạc về cõi ta bà để hiện hữu nơi đây. Cực lạc hiện tiền nơi đây chứ không phải về cực lạc mới được cực lạc. Cho nên nếu đó là điều đạo tràng chúng ta thật sự mong muốn thì chúng ta nên tập trung cao độ về những mục tiêu này trong năm 2023, trong năm mới này các vị nhé. Và một lần nữa Vân kính tri ân các ngài đã luôn cùng đồng hành với đạo tràng chúng con cũng như bản thân con nói riêng. Và kính tri ân tất cả các chư vị Phật tử vô hình cũng như hữu hình tin tưởng ở Vân, cùng đồng hành với Vân để chúng ta có thể làm nhiều việc, thật nhiều việc hơn nữa cho chúng sanh, cho Phật pháp mãi trường tồn. Cho dù có như thế nào đi nữa, chúng con giữ vững lập trường của mình và nhất định một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. Mọi vị chúng ta chuẩn bị đèn nhé để chúng ta đốt nến cầu nguyện ạ.
Và giờ này các vị có thể mời ngọn nến để thắp ngọn nến của mình. Mời tất cả các đạo tràng chúng ta cùng đốt nến cầu nguyện. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người người nhà nhà đều tin sâu nhân quả, biết đến Phật pháp, phát tâm niệm Phật, phát tâm Bồ đề, cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Nguyện cầu các ngài đứng bên cạnh chúng con, tiếp tục cùng hành hình với chúng con, để những bước chân chúng con đến, những bước chân chúng con đi đến đâu đều làm lợi lạc cho chúng sanh đến đó. Nguyện cầu các ngài luôn đồng hành để chúng con, để tâm chúng con luôn luôn được đồng tâm ngài. Nguyện đồng nguyện ngài. Nguyện cầu các ngài luôn dõi theo bước chân của chúng con, để chúng con mạnh mẽ hơn, để chúng con vững chãi hơn, niềm tin hơn trên bước đường hoằng dương chánh pháp và cứu độ chúng sanh của chúng con. Con nguyện các ngài luôn đồng hành và nhắc nhở chúng con, chỉ dạy chúng con, cho chúng con được mở trí tuệ của mình sáng hơn, cho chúng con biết rất rõ những gì chúng con đang làm, cho chúng con thấy rất rõ đường về nhà của chúng con, cho chúng con mạnh mẽ đối diện với tất cả những nghịch cảnh của cuộc hành trình về Tây phương của chúng con. Chúng con biết được đường đi chúng con rất nhiều gian nan thử thách. Chúng con nguyện các ngài và tin tưởng ở sự hỗ trợ của các ngài luôn đồng hành con, để bước đường chúng con đi không còn là khó khăn, mặc dù chướng ngại có nhưng không phải là vấn đề nữa. Và một lần nguyện cho ngọn nến này, từ tâm của chúng con, ánh sáng trí tuệ của chúng con được mọi rộng ra các tận hư không pháp giới, tất cả các cõi âm u địa ngục, tất cả các cõi trong hư không pháp giới đều có ánh sáng Phật pháp, đều áp dụng được ánh sáng trí tuệ của các ngài, ánh sáng Phật pháp. Thì cho ánh sáng này phá tan màn đêm âm u của cõi ta bạn này. Và chúng con nguyện là ngọn hải đăng, nguyện là ngọn đuốc sáng, để soi sáng khắp thế gian, để soi sáng khắp tận hư không pháp giới, để nguyện đồng nguyện các ngài, tâm luôn đồng tâm các ngài, để luôn làm lợi lạc cho chúng sanh, cùng đem Phật pháp, ngọn đuốc Phật pháp đến cho chúng sanh muôn loài.
và nguyện cầu cho tất cả những ai thấy được, nghe được đạo tràng online đều phát tâm Bồ Đề cùng đồng hành với chúng con, để tất cả chúng sanh hữu hình cũng như vô hình một đời này tất cả đồng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. A Di Đà Phật, xin chân cô giáo, các quý Phật tử chúng ta có thể tự cầu nguyện và gửi tới các ngài những lời tâm sự của mình cũng như những ước nguyện của mình cho năm mới các vị nhé. A Di Đà Phật. Những ngọn nến của trí tuệ, của từ bi và tình thương yêu đã được thắp sáng trên tay cô giáo và trao truyền tới mỗi vị Phật tử của chúng ta. Chúng ta hãy cùng thành tâm tri ân các ngài đã luôn yêu thương, dõi theo, che chở và gia hộ cho chúng ta trong những năm tháng qua. Hãy đem hết những lo toan, phiền muộn, những khổ đau và tất cả những tâm sự đang chất chứa trong lòng gửi lại cho các ngài. Và kính xin các ngài hãy giúp chúng con lấy đi tất cả những điều bất như ý ấy. Hãy nở một nụ cười hạnh phúc, dù mọi chuyện có ra sao, thành công hay thất bại, tất cả đều đã thành chuyện của năm cũ. Và kể từ giây phút này, chúng ta hãy hướng về những ước vọng, những mục tiêu mới cho một năm mới 2023 thật tươi sáng, thành công, đột phá và trọn vẹn hơn. Và chúng ta cũng không quên tri ân cô giáo, vị đại thiện tri thức của chúng ta, người đã không quản bao gian lao vất vả, không màng thân xác mình, hy sinh và phụng hiến cho chúng sanh với một tâm nguyện duy nhất là tất cả đều được về với Cha Di Đà nơi Tây Phương Cực Lạc nhanh nhất và trong một đời này. Xin kính tri ân cô giáo. A Di Đà Phật. Và giờ này con kính mời cô giáo tiếp tục chủ trì buổi lễ niệm Phật cúng dường. Xin mời các quý Phật tử chúng ta cùng hướng về màn hình để chúng ta tiếp tục buổi lễ. A Di Đà Phật. Mời vì chúng ta đứng khởi thân đứng dậy tán Phật nhé. Đấng Pháp Vương Vô Thượng cõi chẳng ai bằng, thấy ai khắp trời.
trời người đã trả lành chúng bốn rồi. Quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng chưa cùng tan thán ước ra kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng người. Trước bảo tỏa thân con ân hiền, cuối đầu xin thệ nguyện quy chí tâm đảnh lễ. Nam mô thần hư không biên pháp giới hòa hiền, quy lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chị tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chị tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Mời vị ngồi, chúng ta sẽ niệm Phật cúng dường 5-10 phút các vị nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô
Di Đà Phật, xin chân cô giáo đã chủ trì buổi lễ, niệm Phật cúng dường vừa qua. Kính bạch các ngài, kính bạch cô giáo và toàn thể đạo tràng, chúng ta đã xong thời đốt nến cầu nguyện và niệm Phật cúng dường. Và để tiếp theo chương trình, kính mời các ngài, kính mời cô giáo và toàn thể đạo tràng sẽ đến với các tiết mục văn nghệ cúng dường trong buổi tối ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Tết đến xuân về, trong không khí rạo rực và rất là náo nức này thì chúng ta không thể thiếu được những màn múa lân. Và xin mời đạo tràng chúng ta cùng đến với một màn múa lân để khuấy động không khí chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đoàn Lân Sư Rồng Trường Giang Anna đã mang tới cho chúng ta một tiết mục rất là rộn ràng. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ tới với một bài thơ. Không thể phủ nhận rằng là đạo tràng chúng ta đích thị là một nơi ẩn giấu rất là nhiều những nhân tài ở mọi lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực thơ ca. Và sau đây con mời cả nhà cùng gặp gỡ một nhà thơ mới nổi, Phật tử Thu Hà, với bài thơ mang tựa đề Con được tu tại nhà. Xin mời cả nhà chúng ta cùng lắng lòng đón nghe. Và mời Phật tử Thu Hà giơ tay để chúng con có thể spotlight ạ. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Bùi Thị Thu Hà, pháp danh của con là Diệu Mừng. Con quê ở thành phố Thái Bình. Em xin kính chào cô giáo, chào toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày đại lễ tất liên của đạo tràng online chúng con. Con xin thành tâm dâng lên cúng dường ơn trên cô giáo và toàn thể đạo tràng một bài thơ con tự sáng tác từ tâm của con. Bài thơ mang tên là Con được tu tại nhà. A Di Đà Phật. Kính thưa cô giáo, kính thưa toàn thể đạo tràng, hoan hỷ lắng nghe. A Di Đà Phật ạ. Dù ai đi ngược về xuôi, cuối tuần đầu tháng nhớ ngày để tu. Dù cho công việc bộn bề,
hãy xin gác lại tịnh tu một ngày, dù cho ngày đó công cao cũng không bằng Phật giả lương còn cao hơn nhiều. Ở đây đất chật người đông, cuộc sống vất vả chẳng sung sướng gì. Bệnh thì chất chứa đầy người, sáng cười tối khóc, chết chóc là thường. Thôi thôi sắp xếp để tu, để về cõi thật Di Đà Tây Phương. Cõi này chỉ là giả tạm thôi, Tây Phương Cực Lạc mới là nhà của ta. Có ai hạnh phúc hơn ta, có trường từ thiện ở ngay trong nhà. Có ai hạnh phúc hơn ta, có lớp an lạc tên là online. Có ai hạnh phúc hơn ta, cô giáo miễn phí lại còn có tâm. Cô giáo quê ở rất xa, nhưng ngày nào cô cũng đến tận nhà dạy ta. Cô giáo thường dạy chúng ta, tìm Phật chẳng phải đi xa. Phật ngay trong nhà, Phật ở bên ta. Cô giáo tuy ở phương xa, nhưng tình thương cô rải rộng đến muôn loài chúng sinh. Học sinh chẳng kể trẻ già, người khôn kẻ trí cùng chung một nhà. Cô thấy chúng ta khổ, cô đứng ngồi không yên. Chúng ta đúng là đại phúc, đại duyên. Đời này gặp được cô giáo chỉ có một không hai. Ai mà học rớt uổng phí một đời. Các bạn ơi, xin nắm chặt tay cô giáo đừng rời. Nắm chặt tay cô giáo để đời này về với cha. Chúng con xin kính ơn cha đã cho chúng con người cô giáo tại gia vô cùng đức hạnh. Các bạn ơi, chẳng có ai được hạnh phúc như chúng ta đâu. Được học tại nhà chẳng phải đi xa. Dù cho gió bão phong ba, chúng ta vẫn ung dung tự tại ở nhà để tu. Tu thì phải nhớ ra tu, sức khuya dậy sớm công phu hàng ngày. Ăn no ngủ kỹ đâu gọi là tu. Ăn no ngủ kỹ chết đi vào tù. Vào tù thì khó được ra, vào tù thì khó được tha để về. Tu thì có khổ một chút thôi, nhưng được về với Phật, đời đời nở hoa. Được về với Phật, nở hoa nhiều đời. A Di Đà Phật ạ, em xin cảm ơn cô giáo ạ, cảm ơn toàn thể đạo tràng đã hoan hỉ lắng nghe ạ. A Di Đà Phật ạ, em xin hết ạ. Em chào cô, chào toàn thể đạo tràng. A Di Đà Phật, xin tri ân Phật tử Thu Hà đã có những vần thơ rất là ý nghĩa, nói lên giúp suy nghĩ của tất cả đồng tu chúng con khi được tu tập trong đạo tràng online. Chúng ta đúng là đại phúc đại duyên khi gặp được cô giáo và được tu chung trong đạo tràng online mỗi ngày, đúng không ạ? Và nhờ được gặp cô giáo, gặp được đạo tràng online mà chúng ta đã có một ngôi trường tu học từ thiện ngay trong nhà. Dù cho gió bão phong ba, chúng ta vẫn ung dung tự tại ở nhà để tu. Vì vậy, chúng con rất mong cả nhà chúng ta hãy trân trọng cơ hội được gặp cô giáo và được tu tập cùng đạo tràng online, vì không có nơi đâu thuận tiện cho việc tu hành của chúng ta cũng như tuyệt vời hơn đạo tràng online của chúng ta đâu, đúng không ạ? Do đó, mỗi chúng ta, dù ai đi ngược về xuôi, cuối tuần đầu tháng nhớ ngày để tu, dù cho công việc bộn bề, hãy xin gác lại tịnh tu một ngày. Dù cho ngày đó công cao
cũng không bằng Phật, trả lương còn cao hơn nhiều. Dù cho chúng con xin kính tri ân cha đã cho chúng con gặp được cô giáo và một ngôi chùa tại gia thật là tuyệt vời. Và một lần nữa xin tri ân Phật tử Thu Hà đã mang đến cho chúng ta những vần thơ rất tuyệt vời. Và một lần nữa xin đại chúng cho Phật tử Thu Hà một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, mời đại chúng cùng đến với tiết mục Nguyện Vãng Sanh Tây Phương, được sáng tác bởi Phật tử Ngọc Như, trình bày bởi Phật tử Tiết Kiệm. Xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức. Và xin mời Phật tử Tiết Kiệm giơ tay để chúng con có thể spotlight ạ. Giáo
thân thọ bình trăm hương, chấm tay dân hương con đây phá cửi lòng nghĩ tâm tu để thoát ưng hoài đời nhà bao nẻo trong gai. A Di Đà Phật, xin tri ân Phật tử Ngọc Như và Phật tử Tiết Kiệm đã mang đến cho đạo tràng chúng ta một ca khúc rất là tuyệt vời, một giọng hát rất là ngọt ngào, truyền cảm đúng không ạ? Và xin chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho phần trình diễn của Phật tử Tiết Kiệm được không ạ? Ta bà khổ lắm ai ơi, hãy mau niệm Phật để về Tây Phương. Dù đường về nhà lắm nẻo trong gai, nhưng chỉ cần chúng ta luôn giữ vững câu A-di-đà Phật, y giáo phụng hành lời cô giáo dạy, cứu chúng sanh là cứu chính mình, một tâm một nguyện về nhà Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định một đời này chúng ta sẽ vãng sanh Cực Lạc như lời ca khúc đúng không ạ? Và góp vui trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón nhóm Phật tử Thọ Xuân Thanh Hóa với tiết mục Múa Hát Nguyện Về Cõi Tây Phương. Xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức A Di Đà Phật. Ba năm học đạo bên cô giáo hàng ngày, cô dẫn đường chỉ lối bằng hai chân về nhà. Cõi nước Phật Di Đà, nay chúng con đã nguyện từ bỏ tham sân si, về với quê hương mình cùng cha mẹ đoàn viên, để tỏ lòng biết ơn bấy lâu nay cô dạy. Chúng con xin thể hiện một bài hát tựa đề Nguyện Về Cõi Tây Phương cùng với cha Di Đà. Và sau đây tiết mục được mở ra bây giờ. A Di Đà Phật.
cha vay theo ta hoài, chỉ vì sống trong mê lầm. Một lòng nghĩ tâm niệm Phật, bùa dần bao tham dần si. Phật xin cảm ơn phần trình diễn rất là công phu của nhóm Phật tử Thọ Xuân Thanh Hóa. Có thể thấy rằng các cô dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà múa vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn rất là dẻo dai, đúng không ạ? Xin cả nhà chúng ta cùng dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? A Di Đà Phật. Như lời bài hát thì đường sanh tử ôi vô thường, nghiệp trả vay theo ta hoài, chỉ vì sống trong mê lầm. Nhưng chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành, từ nay một lòng nhiếp tâm niệm Phật, bỏ dần tham sân, bỏ dần bao tham giận si, đồng hướng đến khắp muôn loài, đồng bố thí không tham cầu, thì một đời này nhất định chúng ta sẽ được về nước cực lạc của cha Di Đà. Đây cũng là những lời pháp mà chúng ta vẫn được cô giáo nhắc nhở mỗi ngày. Còn mong cả nhà chúng ta hãy khắc ghi trong tâm và y giáo phụng hành để ngày sau chúng ta cùng đoàn viên nơi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A-di-đà, A-di-đà Phật. Không biết từ bao giờ mà cô giáo đáng kính của chúng ta cũng như những lời pháp của cô Chào đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho sự ra đời của rất nhiều những nhà thơ, những ca khúc tuyệt vời. Tất cả đều là những lời tri ân sâu sắc xuất phát từ tận con tim, đáy lòng của những nhạc sĩ không chuyên trong đạo tràng của chúng ta. Và tiếp theo chương trình, xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng đến với bài thơ Mừng lễ tất niên của Phật tử Nguyễn Thị Thứ đến từ đạo tràng Thanh Hóa. Mời cả nhà chúng ta cùng lắng lòng đón nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Chủ Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương chứng minh cho con. Phật tử xin kính chào cô giáo, nhóm hộ pháp cùng toàn thể đạo tràng online. Phật tử là Nguyễn Thị Thứ đến từ Thanh Hóa. Hôm nay là buổi lễ tất niên của đạo tràng. Phật tử xin kính chúc cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho hàng Phật tử vững bước trên con đường tu học, chóng chứng được đạo quả Bồ Đề, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phật tử con xin tri ân chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, tri ân cô chú Diệu Pháp đã dâng cho đời một người con vĩ đại, tri ân cô giáo và nhóm hộ pháp. Buổi tiệc tất niên hôm nay, Phật tử xin đọc bài thơ, xin cô giáo và đạo tràng hoan hỷ lắng nghe.
Bài thơ có tựa đề Vui tiệc tất niên. Lại một năm tròn rồi đấy nhỉ, đạo tràng online vui tất niên hôm nào. Và nay đây tiệc tất niên lại tới, hàng Phật tử luôn hồ hởi đón chào. Bằng những lời thơ ca hát ngọt ngào, cung kính dâng lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và cô giáo yêu thương. Vẫn chung quy chỉ có một con đường mà cô giáo ngày đêm trăn trở, xả thân mình để cứu độ chúng sanh. Và ta biết cha ta đang đón đợi từ những lời phát nhủ của cô, cho chúng sanh bằng tất cả con tim quên ăn bỏ ngủ vẫn triền miên, thể xác đớn đau không quản ngại, nhớ lời cha dặn gắng lên con. Thương cô quá chẳng biết làm sao được, phải quyết tâm y giáo phụng hành. Lời của cô là lời Phật dạy, không kể giờ sáng tối chiều trưa, hơn tất cả được nghe cô sách tấn, ở nơi đâu khi đi đứng nằm ngồi, câu A-di-đà Phật bên ta suốt ngày đêm, tín hạnh nguyện hành trì tinh tấn. Đừng để cô tốn sức nhiều công, cô đang gồng mình trên thuyền chèo lái, qua sông mê bờ giác sắp đến rồi, ở nơi ấy cha giang tay chờ đợi, các con ơi hãy mau về với cha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trên những phần thơ của Phật tử, của Phật tử Nguyễn Thị Thứ đến từ đạo tràng Thanh Hóa, và chúng ta cùng cho Phật tử Nguyễn Thị Thứ đến từ Thanh Hóa một tràng pháo tay được không ạ? Và chúng con mong rằng sẽ đón nhận được thật nhiều những vần thơ của cô Nguyễn Thị Thứ cũng như tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, để chúng ta thay lời muốn nói, thay có những lời tri ân thật sâu sắc, thật ý nghĩa tới cô giáo của chúng ta với những gì cô giáo đã hy sinh và phụng hiến cho đạo tràng chúng ta. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cả nhà. Và tiếp theo chương trình, xin mời cả nhà chúng ta cùng đến với ca khúc Niềm Vui Của Em do Phật tử Ngọc Như viết lời này. Xin mời Phật tử Ngọc Như ạ. Mời Phật tử Ngọc Như giơ tay để chúng con có thể spotlight nhé. Tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm
tỉnh thức hôn mê thấy nẻo về, nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng tâm an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Thank you.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Phật tử Ngọc Như đã mang đến cho đạo tràng chúng ta một ca khúc rất là ý nghĩa. Dường như việc tu tập trong đạo tràng online mỗi ngày không chỉ là niềm vui riêng của Ngọc Như mà còn là niềm vui và niềm hạnh phúc của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đã có đầy đủ phước duyên được các ngài gom về đạo tràng online, gặp được cô giáo đáng kính vì đại thiện tri thức của chúng ta rồi. Thì con mong cả nhà chúng ta hãy trân quý phước duyên này, tu tập thật tinh tấn, cùng nắm thật chặt tay cô giáo để một đời này chúng ta cùng đoàn viên nơi cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà các chư vị nhé. Và xin cảm ơn Phật tử Ngọc Như đã một lần nữa, và mong rằng Ngọc Như sẽ tiếp tục sáng tác thật nhiều ca khúc hay để gửi tới đạo tràng của chúng ta trong thời gian tới, Ngọc Như nhé. Và xin đạo tràng chúng ta cùng dành cho Ngọc Như một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? A Di Đà Phật, chiên cả nhà. Phật đã giao sứ mệnh cho cô Vân Võ, thế lực kia chẳng làm nao núng lòng cô. Cô dạy luôn nhất tâm niệm Phật và ngày đêm tu trong chánh niệm, lì liều chay chẳng chút lo lắng khi mình tiến tu. Đây là những ca từ trong ca khúc Quyết Về Tây Phương, được sáng tác bởi Phật tử Bảo Phượng và trình bày bởi nhóm Hà Nội. Xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức ca khúc A Di Đà Phật. Xin mời đạo tràng Hà Nội giơ tay dùng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chư Phật Chư Bồ Tát trong mười phương tác đại chứng minh. Chúng con đạo tràng online nhóm Hà Nội xin dâng lời tác bạch. Chúng em xin kính chào cô giáo, kính chào toàn thể Phật tử đạo tràng online. Hôm nay tổng kết một năm tu tập, chúng em trân quý tấm lòng và tình cảm cao đẹp của cô dành cho tất cả Phật tử chúng em. Cảm kích trước hạnh nguyện cứu vớt chúng sinh lớn lao của cô, một năm nhiều chướng duyên vây bủa, bằng cả lý trí và nghị lực, cô đã bước qua mà không hề mệt mỏi. Cô đã truyền ngọn lửa trí tuệ, tình thương cho cả hàng Phật tử chúng em. Cô đã khuyến tấn, động viên sự nỗ lực của Phật tử chúng em với tâm bi trí dũng lì liều chai. Làm mới giỏi, chứ không chờ giỏi mới làm. Cô đã vận dụng mọi phương tiện để truyền tải lời dạy của Đức Phật, đem lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng em. Một năm qua đi, chúng em lại bồi hồi nghĩ về hạnh nguyện của cô, thể hiện qua lời bài hát Quyết Về Tây Phương, lời của Phật tử Bảo Phượng do đạo tràng online Hà Nội thể hiện. Kính mời cô và toàn thể Phật tử đạo tràng online đón nhận. A Di Đà Phật. Trôi đang từ muôn kiếp nào vẫn còn lọt nhân quang.
Phật đã giáo sư mệnh cho cô vẫn vò thế đường kia chẳng làm nào đúng lòng cô dây đoan nhớ tăng niệm phần và ngày đêm tu trong chánh niệm thì đều trai trong chút lo lắng khi mình tiên tù đường ta đi gian nan từng bước vẫn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật xin tri ân nhóm Hà Nội đã mang đến cho chúng ta một ca khúc với những ca từ và giai điệu rất là hào hùng và đầy quyết tâm. Không biết cả nhà mình nghe xong thì có cảm thấy là tiếp thêm được miếng năng lượng nào và tinh thần của mình nó có phấn chấn lên không ạ? Riêng bản thân con để thấy mình rất là đã và cảm giác trong người đang rần rần rất là sung sướng khi mà nghe những cái lời ca khúc này. Từng lời từng chữ như khẳng định với ai kia rằng chúng tôi thực sự là những chiến binh dũng mãnh nhất được dẫn dắt bởi vị đại tướng đầy oai nghi và trí tuệ văn võ. Dưới sự bảo hộ của cha Di Đà, chúng tôi sẽ không dễ đầu hàng dù đường về nhà đầy gian nan. Nhưng từng bước chúng tôi đi vẫn hiên ngang vì chúng tôi đã quyết một đời này về nhà Tây Phương Cực Lạc và chúng tôi có hào quang của chư Phật tỏa sáng trong tâm. Xin tri ân Phật tử Bảo Phượng. Đã viết nên ca khúc này rất hay, rất ý nghĩa. Và trên nhóm Hà Nội, một lần nữa, các vị lúc nào cũng đem tới cho con những bất ngờ với sự đầu tư rất là công phu cho mỗi phần trình diễn của mình. Không hổ danh là một trong những nhóm lớn nhất của đạo tràng chúng ta. Và xin cả nhà chúng ta một lần nữa cho họ một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc tuyệt vời này được không ạ? A Di Đà Phật xin chân cả nhà. Và tiếp nối chương trình, con mời cả nhà chúng ta cùng đến với ca khúc Đẹp Làm Sao được trình bày bởi tập thể đạo tràng online Đà Nẵng. Xin nhóm Đà Nẵng giơ tay dùm con. Mời đạo tràng Đà Nẵng mở mic giúp con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương. Kính thưa cô giáo Văn Võ, kính thưa quý sư thầy, thư cô, thưa tất cả chúng niên hữu đồng tu trong đạo tràng online. Trong không khí nhộn nhịp tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, tiết đến xuân sang, chúng con không khỏi bồi hồi xúc động, cùng nhau nhìn lại chặng đường một năm qua. Một năm đã có nhiều biến cố và thử thách cho đạo tràng Đà Nẵng chúng con, cũng như trong từng thành viên chúng con. Nhưng cho dù là khó khăn, là thử thách gì đi nữa, mà giờ này chúng con vẫn còn được nắm tay nhau và có mặt trong Zoom này, chúng con cảm thấy mình quá đỗi may mắn và hạnh phúc. May mắn và hạnh phúc vì chúng con biết rằng đến mỗi bước chúng con đi, trong mỗi việc chúng con làm đều có ơn trên, các ngài và cô giáo bên cạnh dõi theo, dẫn dắt, chỉ bảo và che chở cho chúng con, và nâng đỡ chúng con khi vấp ngã, tái sáng cho chúng con khi lạc lối sai đường. May mắn thay được làm học trò của cô giáo, và hạnh phúc thay được làm học viên của đạo tràng online. Và giờ này chúng con quỳ nơi đây, hướng về ngôi Tam Bảo, thành kính dâng lên lời tri ân sâu sắc nhất tới Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và thành kính tri ân cô giáo Văn Võ, một bậc thầy khả kính, mô phạm và tài đức của chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân đến các bậc thánh hiền tăng, chư thiên bát bộ hộ pháp hiền thần, giả lãng thánh chúng, hồn thiêng sông núi, kỳ huyền thất tổ, oán gia trái chủ và tất cả chư vị vô hình đã hữu duyên, đã luôn luôn đồng hành và che chở bảo bọc, đưa đường dẫn lối cho chúng con, để chúng con có một cuộc sống bình an và trên con đường tu tập mọi Phật sự đều được viên thành. Tết đến xuân sang, chúng con xin kính chúc cô giáo thân khỏe tâm an, phóng sanh dễ độ, Phật đạo viên thành, và mãi mãi là một ngọn đèn hải đăng rực sáng để soi đường dẫn lối cho chúng sanh đến bờ thánh lương giải thoát. Đạo tràng online của chúng ta ngày càng vững mạnh. Kính chúc quý sư thầy, sư cô cùng toàn thể thành viên trong đạo tràng sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu tập, Phật sự viên thành. Và để góp phần vào chương trình văn nghệ cúng dường, đạo tràng chúng con xin cúng dường bài hát Đẹp Làm Sao, nguyện ơn trên các ngài chứng minh. Kính mời cô giáo cùng đạo tràng thưởng thức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đẹp làm sao gió xuân mơn màn cảnh đào, đẹp làm sao bướm hoa cho tình với nhau, xuân ta thật đậm đà, bướm phương ba gửi lòng lưng xa nhà. Con năm thỉnh vương ta phát tài hơn, hơi như nàng đỏ môi má ngày xuân, má tinh quân từng nụ cười thơ ngây mừng tứ lắm cơm ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới qua.
đẹp làm sao giáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mướt mà thắm tươi, xuân đang có màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp nơi nơi người người mãi mãi chờ xuân. Trời xuân pháo nổ vang lên đi đồng, mình mừng xuân bước giữa hoa vàng bánh trưng, trên khắp quê hương mình người tay nắm tay nồi nở nụ cười, chúc ta năm thịnh vượng và phát tài hơn. Nàng đỏ môi má ngày xuân, hát tinh quân phán hùng, từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lòng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa, đẹp lắm. A Di Đà Phật. Xin tri ân nhóm Đà Nẵng, do sự cố âm thanh nên là phần trình diễn của nhóm Đà Nẵng con sẽ để dành cho chương trình lần tới các chư vị nhé. Và tiếp theo chương trình, chúng con mời cả nhà cùng đến với tiết mục liên khúc thơ múa và hát của đạo tràng Hải Phòng. Xin cả nhà chúng ta cùng thưởng thức. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử con Lưu Nguyễn Hải Bằng xin được kính dâng lên cha cùng chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương bài thơ Nhớ ơn cha. Con xin nhớ ơn cha cho con bao trí tuệ, con xin nhớ ơn người đã cứu độ chúng sanh. Nay con theo cha rồi, đừng bỏ rơi con nhé, xin nguyện về cực lạc cùng các bạn đồng tu, tu học thành Phật rồi, ta cùng nhau cứu độ, độ tất cả chúng sanh, cùng nhau về cực lạc. Ta độ khắp tất cả bốn bể ngàn năm châu, sâu rộng tấm từ bi cho người về bờ xác. Ôi oan gia trái chủ, đừng buồn nhé bạn ơi, ta đi theo Phật rồi, sớm được độ về thôi. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật ngàn đóa hoa thơm. Đức Phật từ bi che chở muôn loài, hoa tươi thắm kính dâng lên người, đem công đức hiến dâng cho đời, cho nhân thế xin tươi rạng người. Được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bên lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình an. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian. Đà Phật xin tri ân nhóm Hải Phòng với và các bé với một ca khúc rất là dễ thương, mang đậm không khí Tết. Chúng ta đã thấy Tết len lỏi trên từng khu phố, Tết len lỏi mọi nơi rồi đúng không ạ?
Và xin đạo tràng chúng ta cùng cho nhóm Hải Phòng một tràng pháo tay được không ạ? Và kết thúc chương trình văn nghệ cúng dường ngày hôm nay, chúng con mời tất cả quý vị cùng đi tới với một ca khúc do một vị một ca sĩ miệt vườn sẽ trình bày. Dạ, ca khúc mang tên Đời Này Con Nhất Định Trở Về, do Phật tử Ngọc Như sáng tác và trình bày. Ai trình bày ca sĩ nào, ca sĩ miệt vườn nào thì chúng ta cùng hướng lên màn hình và chúng ta lắng lòng đón nghe. A Di Đà Phật. Xin mời đạo tràng Tiền Giang. Say
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Phật tử Kim Hà đã gửi tới đạo tràng chúng ta một ca khúc rất là ý nghĩa. Xin cảm ơn người đã cho con được sống với những ngày trọn tình nghĩa yêu thương, và con xin trở về ở bên cha mãi mãi. Con xin nghe lời là một đứa con ngoan. Nhìn con thơ trở về, cha mừng vui trong kiếp người mừng ngày đoàn viên, đã chọn kiếp người mừng ngày đoàn viên. Và đây cũng là mong ước của tất cả Phật tử chúng ta khi theo pháp môn tịnh độ, đúng không ạ? Về với cha Di Đà nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dù bất cứ giá nào, chúng ta một đời này hãy cùng nắm tay nhau, nắm tay cô giáo thật chặt để về nhà với cha Di Đà, để cha không còn phải nhọc lòng kiếm tìm chúng ta một đời một kiếp nào nữa các chư vị nhé. A Di Đà Phật. Và xin đạo tràng Tiền Giang cùng dành cho Phật tử Kim Hà một tràng pháo tay để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Phật xin cảm ơn cả nhà. Và đây cũng là ca khúc cuối trong buổi tối văn nghệ cúng dường của chúng ta ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch các ngài, kính bạch cô giáo và toàn thể đạo tràng. Chúng ta đã vừa thưởng thức xong những tiết mục văn nghệ cúng dường trong buổi tối ngày hôm nay. Xin thay mặt cho ban tổ chức tri ân sâu sắc tới các quý Phật tử cùng các nhóm, dù cuối năm rất là bận rộn với công việc và những Phật sự của mình, nhưng vẫn dành thời gian để chuẩn bị những tiết mục văn nghệ rất tâm huyết để cúng dường tới đạo tràng, cúng dường tới cô giáo và tới các ngài. Xin cả nhà chúng ta một lần nữa cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các tiết mục tham gia ngày hôm nay, để họ có thêm động lực, và chúng con cũng mong nhận được những tiết mục hay và chất lượng ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới, trong những Phật sự tới của chúng ta cả nhà nhé. A Di Đà Phật. Và để khép lại buổi lễ tất niên ngày hôm nay, con xin mời cô giáo Vân Võ sẽ có đôi lời chia sẻ và dặn dò Phật tử chúng ta trước khóa tu. A Di Đà Phật. Xin mời cô giáo. A Di Đà Phật. Nãy giờ xem những tiết mục chương trình thì thấy rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn. Phải nói là đạo tràng mình càng ngày nhân tài càng hiển lộ, rất là nhiều nhân tài, đúng không ạ? Và mẹ Vân mới hỏi chứ, ủa con đợt này ca sĩ đâu hết rồi? Ca sĩ đó, trong đạo tràng chúng con toàn là ca sĩ không? Trước đây mình phải mướn ca sĩ để ca. Và bây giờ thì mẹ nói, ủa ca sĩ hả con? Ca sĩ hả con? Dạ không, Phật tử đạo tràng online. Ai lên mẹ cũng hỏi, ủa đó là ca sĩ à? Ca hay quá. Phật tử đạo tràng online chúng ta thật sự rất là nhiều tài năng. Tuy nhiên là chúng ta chưa có hiển lộ và gọi rửa tài năng mình, cho nên là sắp tới đây năm mới này chúng ta, tài năng chúng ta là cái gì, chúng ta sẽ phát triển mạnh về tài năng đó, đồng thời là những điểm yếu của mình thì mình sẽ trau dồi để mình có thể tốt hơn các vị nhé. Và giờ đây buổi lễ tất niên của chúng con đã hoàn tất viên mãn. Chúng con xin thành kính tri ân các ngài chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương, tất cả các chư vị khách mời đặc biệt của chúng con hôm nay, và đặc biệt tri ân đến Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, các ngài hộ pháp cùng toàn thể các chư vị vô hình hữu hình trong đạo tràng online của chúng ta, đã cùng đồng hành gia trì và hỗ trợ cho chúng con trong tất cả các Phật sự trong suốt thời gian một năm qua. Kính tri ân sự tham dự của các ngài và toàn thể đại chúng trong buổi lễ tất niên ngày hôm nay. Nguyện cầu các ngài sẽ tiếp tục gia trì cho sự hoàn diện chánh pháp, cứu độ chúng sanh của chúng con, và tiếp tục hỗ trợ chúng con trong Phật sự năm 2023, để chúng con luôn luôn là người con đáng yêu của các ngài, luôn luôn hoàn tất thật tốt nhiệm vụ mà các ngài đã giao cho chúng con, làm theo ý của các ngài và lợi lạc cho thật nhiều chúng sanh hơn nữa. Và kính chúc tất cả các quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, và luôn 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 tinh tấn trên bước đường học Phật
và về nhà của chúng ta. Chúng con đạo tràng online nguyện sống xứng đáng là con của các ngài, con của Phật, luôn làm lợi lạc cho chúng sanh và quyết tâm một đời này tất cả chúng con đều về nhà Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin tri ân cô giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát và các vị khách mời chứng minh. Kính thưa các vị vô hình và các quý Phật tử hữu hình. Lễ Tết Niên năm 2022 của đạo tràng chúng ta đã hoàn mãn. Ban tổ chức chúng con vô cùng hân hoan và xúc động trước sự hiện diện của chư Phật, chư Bồ Tát cùng các chư vị khách mời. Chúng con xin cảm ơn tất cả các quý Phật tử đã tham gia buổi lễ tối ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các đạo tràng, các nhóm đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với cô giáo, cùng các Phật sự của đạo tràng trong suốt một năm qua. Và kính chúc tất cả quý Phật tử Bồ Đề Tâm kiên cố, tu tập thật tinh tấn một đời này thành tựu đạo quả. Và nhân dịp xuân Quý Mão sắp tới, kính chúc cô giáo và cả nhà chúng ta sẽ đón một cái Tết Nguyên Đán thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, và có một năm an khang thịnh vượng và vạn duyên vạn sự đều được như ý. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng sai sót trong chương trình không thể tránh khỏi, chúng con kính mong đạo tràng hoan hỷ cho chúng con, và chúng con hứa là những lần tới chúng con sẽ đem tới cho chúng ta những chương trình hấp dẫn và trọn vẹn hơn nữa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Và món quà cuối cùng chúng con muốn dành tới đạo tràng chúng ta là một màn bắn pháo bông bên Mỹ Quốc. Và con mời cô giáo Vân Võ sẽ đại diện cho đạo tràng chúng ta countdown chương trình để chúng ta có một màn bắn pháo bông, chúng ta chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng và như ý ạ. Con mời cô giáo. Rồi, mời chúng ta bắt đầu đếm từ 3 xuống 1 nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức những tràng pháo bông thật là tuyệt vời để đón chào năm mới của chúng ta. 3 2 1 bắt đầu nào. We'll be right back.
Bạch cô giáo, A Di Đà Phật, bạch cô giáo, là nãy giờ bên cô giáo không có tiếng ạ. Technical hỗ trợ giùm cô giáo ạ. À, giờ này các vị nghe được chưa ạ? Dạ rồi ạ. A Di Đà Phật. Vâng, dặn giờ các vị, chúng ta sẽ trở lại trong vòng một tiếng, có nghĩa là 9:30 chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ. Tuy nhiên chúng ta sẽ vào trước khoảng 10 phút. Và các vị tranh thủ khoảng cỡ 15 phút, 10 phút trước giờ công phu các vị khai thị cho Oan Gia Trái Chủ bên các vị. Tuy nhiên vẫn làm chuyện của Vân. Các vị cần phải khai thị cho Oan Gia Trái Chủ bên các vị và cụ quyền thất tổ, cha mẹ, người thân, nhiều đời, nhiều kiếp, và đừng quên vong linh thai nhi nữa các vị nhé. Khai thị cho họ, mời họ cùng cộng tu, mời các ngài hộ pháp đưa họ về trên công viên trên không để ổn định khóa tu, và chúng ta sẽ bắt đầu tu tập vào lúc 9:30 các vị nhé. Mời vì chúng ta hồi hướng luôn ạ. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. A Di Đà Phật, hẹn gặp lại các vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật. Bye bye cả nhà.